Em xin chào tất cả anh em nhé. Em chào mừng anh em đến với kênh Tin Chắc Đấu Thắng anh em. Cái này em lên clip này là em nhờ anh em mình, em có nợ anh em bà con cô bác nào có đơn hàng nào nha. Nãy giờ hai khách nhắn tin với em rồi. Hả? Có dòng mà. Là em còn nợ, em nhớ có mấy đơn mà em chưa có địa chỉ, giờ em quấn cục nhóc ở trơn luôn nè. Mày không biết gửi người nào. Là bây giờ em còn thiếu cô bác anh chị như nắp dầu, nắp nhớt không thôi là những cái đơn hàng nào ấy. Thì cứ vượt ra mạnh dạng alo giùm em. Ở bên em chỉ có tật là thiếu dài thôi chứ chưa vượt ai. Cái đơn hàng nào mà em còn thiếu như là khoen, là nắp mấy cái lặt vặt linh tinh á, thì em còn thiếu cái đơn hàng nào thì nhờ anh em mà con cô bác mình cứ mạnh dạng gọi em nha. Cái nào có em sẽ tranh thủ tối nay em lên đơn em trả anh chị hết. Bây giờ có một số có thể là anh em nhắn tin em hơi lâu á, rồi nó bị trôi đơn, rồi có khi nó bị thất lạc cái đơn hàng mà em muốn trả cho anh em. Em có nhớ là cái khoen của một người tên là anh gì mà dưới Sóc Trăng, cũng dài cái đơn nhỏ anh em ơi. Nhưng mà anh em nào mà em có chưa có gửi hàng nha, mà nói chung là cái phần mà của anh em á, em hứa mà không chưa có gửi á, thì anh em cứ mạnh dạn alo em nha. Có một số anh em cứ suy nghĩ là cái món nó nhỏ quá gọi cho làm phiền em, thì anh em cứ thoải mái, nói chung em còn con nít á, còn nhỏ xíu à. Anh em cứ mạnh dạn gọi lên, cái nào em thiếu thì bên em bắt buộc phải trả, không có em cũng phải mua chỗ khác em trả nữa cái phần em thiếu á. Anh em cứ mạnh dạn lên nha, em còn thiếu cái còn nợ anh em cứ gì cứ việc là ấy lên chèn, cứ việc là nhắn tin hoặc là gọi điện trực tiếp thì bên em sẽ trả, nói chung là sẽ gửi trả cho anh em mà con cô bác hết. Bữa nay em chống sớm nè, có đơn hàng nào em còn thiếu sót thì anh em cứ mạnh dạn gọi em giùm nha. Rồi em cũng xin kết thúc video tại đây anh em. Cảm ơn anh em cũng như bà con cô bác rất nhiều. Chào tạm biệt anh em.